Đây sẽ là những tin chính có trong bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Câu lạc bộ Hà Nội kháng cáo án phạt của tiền đạo Văn Quyết. Huấn luyện viên U19 Khánh Hòa lo ngại về thời tiết tại Tây Ninh. Huấn luyện viên Akira Iziri chưa hài lòng mặc dù U17 nữ Việt Nam thắng đậm. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với bản tin bóng đá Việt trên FPT Play. Bản tin ngày 23 tháng 4 đã sẵn sàng gửi đến quý vị những tin tức nóng hổi nhất. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là diễn biến xoay quanh Naigoff V-League 1 2023. Mới đây, tiền đạo Văn Quyết đã phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi có phản ứng với trọng tài. Tuy nhiên, việc này đang gây xôn xao dư luận và có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một bên thì ủng hộ quyết định của VFF, còn phía câu lạc bộ chủ quản thì lại cho rằng đúng là chân sút sinh năm 1991 đáng phải phạt, nhưng án phạt này thì cần phải xem lại. Câu lạc bộ Hà Nội đã có văn bản gửi đến ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam để xem xét lại án phạt của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Theo quan điểm của câu lạc bộ Hà Nội, Văn Quyết chỉ va chạm vô tình với trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành khi can ngăn đồng đội tranh cãi, chứ không chú ý tới việc dùng cùi chỏ đánh vào ngực như trong biên bản báo cáo trận đấu. Câu lạc bộ Hà Nội cho rằng Văn Quyết cần phải nhận án phạt vì hành vi chưa đúng mực, nhưng bày tỏ mong muốn ban kỷ luật đánh giá lại mức án phạt. Trước đó, ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định đình chỉ thi đấu 8 trận và phạt 40 triệu đồng đối với Văn Quyết vì lỗi hành vi xâm phạm thân thể trọng tài ở trong trận đấu giữa câu lạc bộ Tô Bình Lê Bình Định và câu lạc bộ Hà Nội thuộc khu khổ vòng 7 Naigoff V-League 2023. Thưa quý vị, thời tiết cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến thể trạng, tinh thần thi đấu của cầu thủ có tốt hay không. Khi mà lịch thi đấu của vòng chung kết U19 vô địch quốc gia với mật độ dày đặc và không thể thay đổi, mà cái nắng nóng ở Tây Ninh thì lại như đổ lửa. Chính vì vậy, huấn luyện viên trưởng của U19 Khánh Hòa tỏ ra khá lo ngại cho sức khỏe của học trò trong những trận đấu sắp tới. Giữa tháng 4, nền nhiệt độ ở Tây Ninh vào buổi chiều có thể lên tới 35-36 độ C. Trong sân bóng đá, nhiệt độ còn cao hơn, có thể lên tới 38-39 độ C. Nhịp độ thi đấu 2 ngày trên một trận trên nền nhiệt cao không phải là điều kiện lý tưởng để tạo ra những trận đấu hấp dẫn nhất. Các cầu thủ khó lòng phục hồi và nguy cơ chấn thương vì quá tải và kiệt sức rất cao. Thực tế, các đội bóng đã lường trước những vấn đề về khí hậu và nhịp độ thi đấu dồn dập. Tuy nhiên, việc phải thi đấu vào khung 14 giờ hoặc 15 giờ tại Tây Ninh trong giai đoạn này vẫn là thử thách quá lớn. Nếu mà đá xong bữa nay qua mai nghỉ, nhiều lúc các cháu hồi phục không kịp. Và mặc độ mà đá dày quá dày luôn. Mà thời tiết mà ở đây thì các phóng viên biết rồi, rất là nóng. Nên là rất mất sức các cháu. Thực tế, việc thi đấu dưới mật độ dày đặc trong một khoảng thời gian ngắn tại các giải trẻ vẫn là vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng. Việc tổ chức giải trong thời gian dài vẫn là bài toán khó, yêu cầu sự phối hợp của ban tổ chức, địa phương và các đội bóng. Trước mắt, lịch thi đấu của vòng chung kết U19 quốc gia đã được công bố, do đó kế hoạch thi đấu của các câu lạc bộ khó lòng thay đổi. Tuy nhiên, đây là điều mà ban tổ chức nên xem xét điều chỉnh trong các giải đấu tiếp theo. Sau đây sẽ là một số tin tức đáng chú ý. Trong ngày ra quân ở vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn thể hiện thăng hoa, đè bẹp U17 nữ Palestine. Một trận đấu mà đối thủ chưa kịp định hình thì thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri lại gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, chiến thắng nhiều sao đấy vẫn chưa khiến cho chiến lược gia người Nhật Bản cảm thấy hài lòng. Trước đối thủ có thể hình tốt hơn, U17 nữ Việt Nam vẫn là những người kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ. Các tình huống đáng chú ý của trận đấu đều diễn ra trên phần sân của U17 Palestine. Lợi thế trên sân của U17 nữ Việt Nam được cụ thể hóa bằng 5 bàn thắng của Thúy Nga, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh, Thu Trang, Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Nếu dứt điểm sắc bén hơn, U17 nữ Việt Nam có thể sẽ có chiến thắng đậm đà hơn nữa. 3 điểm giành được trước U17 nữ Palestine giúp U17 nữ Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, huấn luyện viên Akira Iziri vẫn chưa thực sự hài lòng vì học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận này. Hôm nay đội đá trận ra quân và đã giành chiến thắng. Tôi cảm thấy rất may mắn. Nhưng để nói về sự hài lòng thì chưa. Vẫn còn nhiều tình huống các cầu thủ bỏ lỡ cơ hội có thể ghi được bàn thắng. Toàn đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt từ trước đến nay và sẽ phải tiếp tục nỗ lực. Trận nào cũng phải cố gắng hết sức. Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu tới vẫn là giành chiến thắng để tiến vào vòng loại thứ hai. Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 26 tháng 4, U17 nữ Việt Nam sẽ đụng độ với U17 nữ Uzbekistan. So với Palestine, trình độ của U17 Uzbekistan có phần nhỉnh hơn và được dự báo sẽ gây không ít khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Akira Iziri. Trước ngày về Việt Nam dự SEA Games 32,
Huỳnh Như cùng một vài người bạn đã tới thăm bảo tàng cá nhân của siêu sao Cristiano Ronaldo tại đảo Madeira, Bồ Đào Nha. Cô hài hước viết trên trang cá nhân, tranh thủ đến thăm nhà anh CR7. Trong bức ảnh, Huỳnh Như nở nụ cười rạng rỡ bên bức tượng của Ronaldo được đặt tại bảo tàng. Ngay khi cầu thủ người Trà Vinh đăng tải bức ảnh lên trang cá nhân, rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận siêu cách ăn mừng nổi tiếng của Ronaldo. Trong buổi tập cuối cùng với Lech FC trước khi về nước, Huỳnh Như cũng nhận được món quà chia tay đầy ý nghĩa từ đội bóng Bồ Đào Nha. Ban huấn luyện và các đồng đội tiến hành nghi thức cầu may, xếp thành hai hàng để Huỳnh Như chạy vào giữa và đồng loạt vỗ nhẹ lên tay người đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như tỏ ra rất bất ngờ và cũng rất vui với trải nghiệm thú vị này. Dự kiến Huỳnh Như sẽ từ Bồ Đào Nha bay về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 4. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bố trí một huấn luyện viên ở lại tập luyện cùng chân sút sinh năm 1991 vì hiện tại toàn đội đang tập huấn ở Nhật Bản. Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất tập luyện và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản, Huỳnh Như sẽ hội quân vào ngày 30 tháng 4 cùng đội và di chuyển sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Thưa quý vị, câu lạc bộ Sài Gòn giải thể do không đủ kinh phí để hoạt động đã là một tin buồn đối với người hâm mộ nói riêng và với bóng đá Việt Nam nói chung. Nhưng thật không vui khi phải nói rằng lại có thêm một đội bóng nữa đang phải đối diện với nguy cơ không thể tham dự giải hạng nhất 2023. Những thông tin này sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Theo báo Quảng Nam, đại diện công ty cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam cho biết, toàn bộ chi phí cho câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam gồm đội 1 và hỗ trợ thêm cho công tác đào tạo trẻ từ năm 2012 đến nay khoảng 600 đến 700 tỷ đồng, chưa kể tiền chuyển nhượng của các cầu thủ. Hiện nay doanh nghiệp rất mong tỉnh quan tâm tháo gỡ vướng mắc. Nếu không thể giải quyết được, công ty sẵn sàng chuyển trả hết toàn bộ hệ thống đào tạo cho tỉnh trước ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, Bóng đá Plus cho biết cầu thủ Quảng Nam chưa có thông tin về chuyện đội bóng đứng trước nguy cơ rút lui tại giải hạng nhất quốc gia 2023. Tại mùa giải 2023, câu lạc bộ Quảng Nam đặt mục tiêu trở lại V-League 2024. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn có một trận thắng và hai trận hòa tại giải hạng nhất 2023 và tạm xếp thứ ba. Ở cúp quốc gia, Quảng Nam gây sốc khi đánh bại Sông Lam Nghệ An trên chấm 11m tại sân Vinh. Huấn luyện viên Mano Polking đã chính thức gia hạn hợp đồng với đội tuyển Thái Lan tới ngày 31 tháng 3 năm 2024, thay thế cho ràng buộc hiện tại còn thời hạn đến cuối năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Brazil gốc Đức sẽ không thể dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội như những tin đồn gần đây. Hợp đồng này đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Polking sẽ gắn bó với đội tuyển Thái Lan ít nhất là sau Asian Cup 2023, đồng nghĩa với việc ông sẽ không tới Việt Nam cho tới khi V-League 2023-2024 kết thúc. Sau đó, chiến lược gia người Brazil có thể tính tới bước đi mới trong sự nghiệp, trong đó không thể loại trừ khả năng các đội bóng giàu tham vọng tại Việt Nam. U19 quốc gia là sân chơi quan trọng để chuẩn bị lớp kế thừa cho bóng đá Việt Nam. Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia Thanh niên Media lần thứ 8 năm 2023 do Tập đoàn Truyền thông Thanh niên phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức chính thức khởi tranh. Với sự tham gia của 11 đội bóng U19 xuất sắc vượt qua vòng loại, Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, BKMX Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang và đội chủ nhà U19 Tây Ninh sẽ tranh tài trên sân vận động tỉnh Tây Ninh và sân trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Sân vận động tỉnh Tây Ninh sẽ mở cửa tự do đón khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội bóng trẻ trong suốt thời gian diễn ra giải. Các trận đấu trên sân chính sẽ độc quyền sản xuất và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Ai sẽ là chủ nhân của chiếc cúp vô địch giải U19 quốc gia Thanh niên Media năm 2023? Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.